Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world nữa của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào trong đây chơi bắt cua tâm sự và kể chuyện nha anh em. Đó, thì mình sẽ gọi là làm ra một cái series, mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn fan. Những bạn nào mà có những câu hỏi nào muốn hỏi mình hoặc là muốn mình tâm sự thì các bạn cứ hỏi ở bên dưới phần bình luận nha. Mỗi tuần thì mình sẽ ra khoảng 2 hoặc 3 tập bắt cua tâm sự và kể chuyện nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào video hay nào, let's go. Rồi ok, chúng ta bắt đầu bắt cua và kể chuyện hay nào anh em ơi. Thì có một câu hỏi của một bạn đã hỏi mình, đó chính là: anh hãy kể những điểm thích và những điểm ghét của các thành viên trong team Hero đi. Ok, được rồi. Mình sẽ kể những điểm mình thích và những điểm mình ghét ở trong team Hero nha. Các thành viên của team Hero nha. Đó, thì nói chung là trong video này bạn nào là fan của Mr. Dịch hay là fan của các thành viên khác á, mà mình lỡ mình đụng đến idol của mấy bạn thì mấy bạn cũng tha lỗi cho mình nha. Bởi vì là cái này là mình sẽ trả lời thật, mình sẽ không nói dối, hiểu không? Mình sẽ trả lời thật luôn. Đó, đó thì cái điểm mà mình thích thì đầu tiên mình sẽ kể đến thành viên gọi là trưởng team đi. Đó chính là anh Mr. Dịch Đực. Đó, Mr. Dịch Bầu. Ok, Dịch Vàng. Đó, thì anh Dịch khi mà nói đến cái điểm gọi là thích của anh Dịch đó hả, thì mình cảm giác gọi là anh Dịch là một người rất là quan tâm đến anh em. Chơi chung với anh Dịch đó các bạn thì mình cảm giác rất là thoải mái luôn. Lâu lâu thì mình với Kairon hay chọc anh Dịch đó, nhưng mà bọn mình lại, mấy bạn lại hay nghĩ trong đầu là trời ơi, trưởng team là một cái người rất là khó tính, trưởng team phải là một cái người phải gọi là nghiêm khắc đúng không? Nhưng mà không, anh Dịch thì khác với những người trưởng team khác, đó chính là anh Dịch á thì lại gọi là rất là thoải mái luôn. Anh em trong team chỉ cần chơi với nhau vui là được, anh em vui là được. Anh Dịch không có gọi là chắc bọn mình, hiểu không? Có nghĩa là đôi lúc á bọn mình gọi là chọc anh Dịch kiểu như là ơi anh Dịch là bóng Hà Nội nè, anh Dịch là con Dịch Vàng bụng bầu nè. Đó, đôi lúc bọn mình chọc anh Dịch như vậy, nhưng mà anh Dịch lại không hề gọi là giận hay gì cả. Bởi vì đối với anh Dịch á, anh em vui là được, miễn là đừng có chọc quá đáng là được rồi. Đụng đến gọi là ba mẹ là chết với anh Dịch luôn đó nha. Bởi vì là giỡn thì giỡn, nhưng mà giỡn có gì ta, có ý thức nha, chứ không có đụng đến ba mẹ nha. Đụng đến phụ huynh là anh Dịch chửi cho đó. Rồi, rồi cái điểm mà mình ghét ở anh Dịch hả? Ghét thì không biết cái này có phải là ghét hay không, nhưng mà đôi lúc mình ghét, đôi lúc mình thích. Đó chính là anh Dịch rất là nhây. Tại sao mà mình lại nói là đôi lúc mình thích mà đôi lúc mình lại ghét? Mình thích á là ở chỗ là khi mà chơi chung với Dịch á, Dịch nhây nhây á, anh em phải nhây nhây nó mới vui đúng không? Đó, đó chính là lúc mà mình thích. Đó, kiểu như là anh em chơi chung với nhau thì nhây nhây vậy nó mới vui. Nhưng mà khi mà mình ghét là khi nào? Đó chính là khi mà quay video cần một cái vai diễn gọi là nghiêm túc, mấy bạn hiểu không? Đó, thì nếu những bạn nào có coi trên kênh YouTube của mình thì các bạn cũng biết được rằng là mình có một cái series có tên là Vùng Đất Chết. Đó, thì cái series này là một cái series gọi là nghiêng về zombie, và nó phải kinh dị, nó phải gọi là hồi hộp, nó phải là hành động đúng không? Thì cho anh Dịch vô thì anh Dịch lại gọi là nhây ơi là nhây luôn, mà nói thiệt anh Dịch cực kỳ nhây luôn các bạn ơi. Nhây ơi là nhây luôn, vô diễn à. Anh ơi làm ơn anh nghiêm túc hộ em cái đi, anh hãy diễn một cái vai diễn thật là nghiêm túc đi. Ổng vô ổng nhây ơi là nhây thời luôn, ông này ổng rất là nhây. Nhưng mà đôi lúc cái tính nhây của Dịch lại làm cho mọi người rất là vui đó, cho nên là mình không biết được rằng là mình thích hay là mình ghét cái tính này của Dịch nữa. Không biết nói sao luôn á. Rồi, và thành viên tiếp theo mình sẽ nói đến đó chính là Timmy đi. Ok, thì nếu những bạn nào mà theo dõi Hero Team từ lâu thì mấy bạn sẽ biết đến Timmy. Thì Timmy, nói về cái điểm mà mình thích ở Timmy á, thì phải nói sao ta, Timmy là một người giống là Dịch nhưng mà khác Dịch ở một chút. Đó chính là giống ở điểm nào, là cũng rất là quan tâm đến mọi người luôn. Timmy á, khi mà mấy bạn đã chơi chung với Timmy rồi thì Timmy sẽ coi mấy bạn y như là người trong gia đình luôn. Timmy sẽ coi mấy bạn y như là anh em trong gia đình. Và mình cũng rất là quý cái tính này của Timmy, bởi vì là Timmy gọi là thương anh em lắm, không bao giờ gọi là làm những cái chuyện gọi là xấu xa đối với anh em cả. Timmy rất là thương anh em và lúc nào cũng quan tâm đến anh em. Và cái điểm mà mình gọi là không thích ở Timmy đó chính là gì nào? Đó chính là đôi khi cái sự quan tâm của Timmy nó là thái quá, mấy bạn hiểu không? Mấy bạn hiểu từ thái quá là sao không? Có nghĩa là chẳng hạn như là mấy bạn mua một cái món đồ đi, mà cái món đồ đó mắc quá. Nếu như mà người bình thường á thì người ta sẽ nhắc nhở kiểu như là: ôi bạn ơi, sao bạn lại mua cái món đồ này đắt tiền vậy, không nên mua như vậy đâu, phí tiền lắm. Còn Timmy thì mấy bạn biết Timmy sẽ nói với mấy bạn như thế nào không? Timmy sẽ kiểu vậy nè: trời ơi sao mà mày ngu quá vậy, tự nhiên mày mua cái món đồ đắt ơi là đắt, mày biết cái này là đắt tiền lắm không, sao mày đi mua vậy, mày mua là mày phí tiền mày biết không? Đó, kiểu vậy đó. Timmy là kiểu như là giống như là muốn chửi mình luôn á, mặc dù rất là quan tâm, nhưng mà cái sự quan tâm của Timmy giống như là đang chửi mình vậy các bạn. Cho nên là đôi lúc thì mình không thích cái tính này cho lắm.
Nhưng mà bù lại thì Timmy rất là quan tâm đến bạn bè, quan tâm đến anh em, cho nên ok, coi như cũng được đi ha. Đây, thành viên tiếp theo mình sẽ nói tới. Trời ơi, té hoài ta, từ nãy giờ mình chơi bắt cua mình té hoài luôn á. Thành viên tiếp theo mà mình sẽ nói tới đó chính là chị Kamui TV đó. Thì khi mà nhắc đến chị Kamui thì mình nói thiệt với anh em luôn là mình sẽ thú thật là mình không hề ghét chị Kamui ở một cái tính nào luôn. Thật sự, ai trong Hero Team cũng có cái điểm mà mình không thích, nhưng riêng chị Kamui là người duy nhất mà mình cảm giác là chị Kamui hoàn toàn gọi là đặc biệt, là chị Kamui không hề có một cái điểm nào khiến cho mình cảm thấy khó chịu cả. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì nếu những bạn nào đã theo dõi kênh YouTube của chị Kamui thì mấy bạn cũng biết chị Kamui là một người rất là đáng yêu luôn. Thật sự chị Kamui rất là dễ thương luôn. Mấy bạn có công nhận điều đó không? Đó, bạn nào công nhận điều đó bình luận cho mình biết nha. Chị Kamui dễ thương ơi là dễ thương luôn. Cho nên là đôi lúc á, mình kiểu gọi là cảm giác gọi là chị Kamui giống như là một người em của mình vậy đó. Tại sao mình lại nói là một người em? Bởi vì chị Kamui cute quá, trời ơi. Chị Kamui dễ thương quá, cho nên là đôi lúc mình cảm giác chị Kamui giống như là em mình vậy đó. Bà dễ thương gì đâu luôn các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là ở ngoài đời chị Kamui cũng cái thân hình của chị Kamui cũng rất là đáng yêu luôn. Chị Kamui lùng lùng các bạn. Mấy bạn biết không, những người con gái mà họ lùng lùng á thường thường rất là đáng yêu đó. Có bạn nào mà đang xem video của mình mà chiều cao của mấy bạn tầm 1m5 không? Đó, 1m5, 1m6 không? Chị Kamui hình như là có 1m5 thì phải. Đúng rồi, chắc là chị Kamui 1m52 á. Chị Kamui lùng lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà cái sự lùng của chị Kamui á thì bù lại được cái là trông rất là đáng yêu luôn đó nha. Đó. Và điểm ghét á thì mình không biết là mình ghét chỗ nào luôn á. Ok bạn ơi, mình mới đổi qua một con map mới nha. Tại vì con map hồi nãy mình chơi nó ngắn quá, cho nên là mình đổi qua con map mới để mình kể chuyện tiếp cho anh em nghe đây. Đó, thì hồi nãy chúng ta đã nói đến chị Kamui đúng không? Đó, thì giờ chúng ta sẽ nói tiếp nha. Chị Kamui á thì nếu mà nói về cái điểm thích á thì mình thích chị Kamui ở toàn bộ mọi thứ luôn. Đó chính là chị Kamui gọi là dễ thương nè, chị Kamui gọi là thân thiện nè, chị Kamui gọi là đáng yêu nè. Đó, chị Kamui nói chung là mình không có điểm nào gọi là chơi được luôn á. Chị Kamui gọi là rất là thân thiện luôn. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ gọi là có cái gì đó khó chịu ở chị Kamui luôn á, thật sự. Còn nếu mà nói về cái điểm gọi là ghét á thì mình không hề ghét chị Kamui một chút nào luôn. Chẳng có cái lý do gì để ghét luôn á. Bởi vì chị Kamui dễ thương quá mà, đúng không mấy bạn? Trời ơi. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến người tiếp theo, đó chính là Kairon đó. Thì Kairon điểm ghét và điểm thích hả ta? Ông này hơi khó nha. Bởi vì là đôi lúc cái tính mà mình cảm giác mình nghĩ là ghét thì mình lại thích, đôi lúc mình thích thì mình lại ghét. Nghe khó hiểu không? Kiểu kiểu như thế này đó bạn. Đó chính là Kairon. Khi mà nói đến cái điểm thích á thì mình thích Kairon ở chỗ là Kairon rất là vui tính. Thật sự luôn, Kairon rất là vui tính. Mà Kairon mà ngày xưa mà còn kết hợp chung với Khang Dừa nữa thì hai ông này là làm cho cả team này chắc cười rơi nước mắt, cười đau cả bụng luôn các bạn. Đó, Kairon rất là bựa, mấy bạn hiểu không? Rất là bựa, rất là lầy. Đó, dịch thì rất là nhây, còn Kairon thì rất là bựa. Đó, thì cái tính bựa này á thì mình rất là thích khi mà cả team đang buồn buồn đúng không? Mà Kairon nó mà làm cái gì đó bựa bựa thì bọn mình lại vui, bọn mình lại cười. Đó, có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại gọi Kairon là nó. Thì anh em bọn mình chơi chung với nhau thì bọn mình gọi nhau là nó, là mày, là chuyện bình thường đó. Kiểu kiểu vậy, người ta thân thiện với nhau người ta mới nói vậy đúng không? Đó, rồi. Thì cái tính bựa của Kairon á thì đôi lúc nó sẽ làm cho cả team này rất là vui. Nhưng mà đôi lúc á tự nhiên mọi người đang bình thường thì đang kiểu như là nghiêm túc á thì Kairon nó lại bựa ơi là bựa. Bạn hiểu không? Có nghĩa là đang kiểu mọi người đang nói chuyện rất là nghiêm túc đúng không? Thì Kairon nó lại nhào vô nó nói cái câu gì đó nghe rất là bựa luôn, khiến cho cái không khí gọi là nghiêm túc ở đó gọi là biến mất luôn. Nhưng mà đôi lúc thì lại rất là vui đó, cái kiểu vậy. Nói chung thì Kairon thì mình không biết là mình thích hay là mình ghét nữa, tại vì là đôi lúc mình lại thích, đôi lúc mình lại ghét đó, cái kiểu vậy. Nhưng mà nói chung thì mình vẫn rất là quý Kairon, đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi, và người tiếp theo nữa đó chính là mèo Simmy. Ok, mèo Simmy thì thích và ghét ở chỗ nào ta? Mèo Simmy nếu mà nói gọi là thích ở chỗ nào á thì mình thích cũng giống như chị Kamui, đó chính là rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Đó, và đôi lúc thì hơi ngáo ngáo, hơi lắc lắc. Kiểu như là Simmy thì gọi là ngáo ngơ các bạn, kiểu ngáo, kiểu dạng dạng gọi là cute for my wear nhưng mà hơi kiểu hơi ngáo ngơ á. Đó. Nhưng mà còn nếu mà nói về điểm ghét á thì mình không biết rằng là mình ghét Simmy ở điểm nào ta. Chắc nghĩ là chắc cũng không có điểm ghét luôn quá. Mình nghĩ là chắc cũng không hề có điểm ghét luôn các bạn ơi. Cũng không hề có điểm ghét luôn. Đó. Rồi. Và người tiếp theo nữa chính là chị em của Simmy, đó chính là Sammy đó. Đó, hai bà này, người thì Simmy, người thì Sammy, cứ mi mi không mà mình nhiều khi mình hay nói lộn.
Đó, Sammy. Thì nếu những bạn nào đã theo dõi mình từ lâu, các bạn cũng biết được rằng là Sammy chính là bạn gái của mình, đúng không nào? Đó, thì Sammy, nếu mà nói về điểm thích á, thì tất nhiên là bạn gái của mình thì mình phải thích rồi đó. Còn nếu mà nói là ghét á, thì tất nhiên làm sao mình nói được, đúng không? Lỡ mình nói cái bà giận mình sao. Cho nên là mà thôi đi, mình đang gọi là trả lời câu hỏi của các bạn nè, cho nên là mình sẽ nói luôn. Cái điểm này sẽ khó qua cái gì, chỗ này sẽ khó qua cái gì. Ok, mình sẽ nói luôn, đó chính là Sammy rất là bướng bỉnh. Tại sao mình lại nói vậy? Tại vì là Sammy rất là hay cãi các bạn ơi. Mấy bạn á, khi mà ai mà có người yêu á, mà người yêu của mấy bạn mà hay cãi á, thì mấy bạn rất là tức luôn, đúng không? Nhưng mà đã là người yêu mà thì làm sao mà có thể gọi là sao ta, la mắng được, đúng không? Mặc dù là rất rất là bướng bỉnh luôn, nhưng mà mình không thể nào mình la mắng bả được đó, cái kiểu vậy. Thì ghét thì ghét ở chỗ là hay bướng bướng thôi. Còn thích thì tất nhiên là thích, thích tất nhiên là mình phải thích, hay là thích thì mình mới chọn làm người yêu chứ, đúng không các bạn? Đó. Rồi, và người tiếp theo chính là một thành viên nhây vô địch, nhây hơn cả Mr. Dịch. Đó chính là ông Zero Official. Nghe cái tên quen quen không? Chắc chắn là quen quá rồi. Đây là một thành viên gọi là mới vào Hero Team được được khoảng gọi là 2-3 tháng gì đó. Nhưng tình cảm anh em thì luôn luôn gọi là gắn kết với nhau các bạn ơi. Mặc dù là anh Siro chỉ mới vào Hero Team được có vài tháng thôi, nhưng mà đối với mình, anh Siro vẫn là một người anh, một người thành viên trong team như là tri kỷ vậy đó. Đó. Thì Siro hả? Siro thì tính là mình thích ở Siro, thì Siro rất là thân thiện với anh em. Đối với Siro, anh em là trên hết, hiểu không? Đối với anh Siro thì anh em là trên hết. Không hề gọi là có một tí nào đó gọi là so đo, hoặc là gọi là có một tí nào đó gọi là phải nói sao ta, không thân thiện với anh em. Siro phải nói là thân thiện cực kỳ luôn. Cái lần đầu tiên mà mình gặp Siro là mình đã thấy ổng thân thiện rồi đó. Nói chung là cái Hero Team này khi mà nói về thích á, thì ai cũng gọi là cũng thân thiện, ai cũng gọi là yêu thương nhau hết, cho nên mình đều thích hết đó. Còn nếu mà nói về cái tính mà mình ghét ở Siro á, thì chắc cũng giống như là Mr. Dịch. Đó chính là Siro rất là nhây, mình thề luôn. Mấy bạn có coi cái video gọi là gì ta, video gọi là parody Simba Love của mình không? Cái video gọi là mình làm cái video gọi là parody Simba Love phiên bản mini world á, thì mấy bạn biết cái vai mà Thông Cận là ai đóng không? Mình đã đưa cho Siro đóng á. Đó, mà đã đưa, mình là cái người quay, đúng không? Mình là người quay camera, còn cái người quay đóng vai Phong Cận chính là Siro. Nhưng mà mấy bạn hiểu Siro gọi là như thế nào không? Siro ổng nhây cực kỳ. Mình quay video đôi lúc mình còn la lên, mình kêu là Siro ơi, anh làm ơn anh quay bình thường hộ em sắp trễ giờ rồi, em còn up clip lên cho mấy bạn xem nữa. Anh nhây kiểu này làm sao mà em có clip được đây? Ổng vẫn cứ nhây. Ổng diễn, ổng nhây cực kỳ luôn. Mặc dù mình đã gian xin ổng, mình kêu rằng là anh ơi làm ơn đi, anh diễn giúp anh, giúp em cái cảnh này anh nghiêm túc tí được không? Ổng vẫn không nghiêm túc. Kiểu vậy đó. Cho nên là đôi lúc thì cái tính nhây của Rô với Dịch á, thì đôi lúc mình lại thích, đôi lúc mình lại không thích. Không thích ở chỗ là đôi lúc cần nghiêm túc thì mấy ổng lại không nghiêm túc, hiểu không? Đó, còn đôi lúc thì kiểu gọi là vui á, thì mấy ổng nhây thì càng vui hơn. Đó, cho nên là thích ở chỗ đó. Rồi, nói chung là mình đã nói xong lý do, những cái lý do mà mình thích, mình ghét ở Hero Team rồi đó. Thì mọi người thấy mình trả lời như vậy có đủ chưa? Và đối với mấy bạn như vậy đã đủ chưa nào? Thì các bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mấy bạn có câu hỏi nào thì đừng quên là bình luận ở cho mình biết nha. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt.